Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với vlog lần này của mình. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái app Elsa Speak Pro. Và cái app này sẽ giúp cho bạn luyện tập phát âm. Thì cái app này là phiên bản Pro, thì bạn mình trả khoảng 500 mấy, dùng trong khoảng 6 tháng. Thì các bạn có thể dùng cái app này để mà chuẩn bị cho kỳ thi IELTS nè, để luyện tập cái ngữ điệu và có thể học các cái đoạn hội thoại đời thực. Thì ngoài ra các bạn còn có thể luyện tập từng cái âm riêng một luôn, có những cái bài riêng đó. Ở cái phần này thì nó sẽ đo như mình là mình được 89%, thì nó dự đoán mình là được 8 chấm thi nói IELTS. Nhưng mà cái này nó chỉ là chấm cái phần gọi là phát âm thôi, chứ nó không có chấm cái cách nói chuyện của mình, nên là điểm thi thật IELTS của mình chỉ có 6.5 thôi chứ không phải 8 chấm đâu. Thì chấm chấm thì rất là rồ luôn. Nhưng mà với khoảng lúc mà bạn làm á, lúc bạn chơi tập luyện với cái app này á, bạn trên 80%, nghĩa là cái giọng của bạn rất là rõ rồi, nghĩa là bạn nói chuyện người bản ngữ thì sẽ rất là dễ hiểu và không có gì khó hiểu cả. Nếu mà bạn được khoảng 80% trở lên thì rất là ok đó. Bây giờ mình sẽ chơi thử cho các bạn ví dụ cái bài thành thạo ngữ điệu đó. Thì mình đã chơi hai cái bài này rồi, giờ mình sẽ chơi cái bài số 3 đi. Looks like we're just in time. Đó, thì bạn sẽ phải nhấn cái bài này là bài ngữ điệu, nên các cái từ màu đen bạn phải nhấn là đúng âm và đúng các cái từ này thì nó mới xong cái bài. Nếu mà bạn không biết đọc thì bạn có thể nghe lại It looks like we're just in time. đó. Giờ mình sẽ bấm vào đây đọc. It looks like we're just in time. Đó, ok đó. Thì các bạn có thể nghe giọng của chính mình lại, nếu các bạn muốn là bấm vào cái lỗ tai ở đây. It looks like we're just in time. Đó. Thì các bạn có thể coi coi cái câu này nó phát âm sao, phát âm thế nào. Đó, được 93%. Mình sai cái từ time nè, cái từ time này phải đọc là time mới đúng. Time, âm time xong rồi có chữ m sao, time mới đúng. Nhưng mà thôi, vậy cũng ok rồi, 93% rồi. Ok, tiếp theo. We should probably make an offer. We should probably make an offer. Đó, mình không có nhấn cái âm này thì ngay lập tức nó sẽ để màu đỏ liền để báo hiệu cho mình là đọc rõ lại. We should probably make an offer. Đó, mình phải nhấn đúng cái âm thì nó mới xong. Nhưng mà phát âm mình chỉ có 32% thôi, tại mình đọc sai cái âm này, mình đọc lại. We should probably make an offer. Đó, giờ mình mới đọc đúng, đúng lại đó, 90%. Stop by if I have time. I'll stop by if I have time. Đó, kiểm tra phát âm. Đó, bạn học xong bạn phải kiểm tra phát âm, nếu mà bạn đọc phát âm chưa ổn lắm thì bạn sẽ luyện tập lại. There isn't any left in the fridge. There isn't any left in the fridge. That's such a pretty color. Đó, mình nhấn âm sai từ pretty này, phải đọc mạnh hơn. That's such a pretty color. Nó đọc mạnh hơn thì nó mới nhấn đúng cái âm đó. Đó, xong một bài. Cái bài này cái độ khó của nó là difficult, nghĩa là khó. Medium là trung bình, còn easy là dễ. Được 3 sao. Đó. Nó cho bạn xem lại cái lịch sử của bạn. Bạn lướt xuống, bạn sẽ thấy được cái lịch sử của mình. Đó. Đó, mình sẽ quay lại, mình sẽ thử chơi thử cái bài khác. Ví dụ như bài IELTS. Chơi thử cái bài IELTS cho các bạn coi. Mình chơi rồi, bây giờ mình sẽ chơi lại cái bài này đi. Describe an app that you often use on your phone. Là miêu tả một cái ứng dụng mà bạn thường sử Describe dụng. an app that you often use on your phone. Why do you use it often? What do you like about it? Này là cái bài này là bài miêu tả cái ứng dụng mà bạn thường sử dụng trong điện thoại của bạn.
Đó là cái bài part 1 cho IELTS nè. Nếu bạn không biết nghĩa câu này, bạn có thể bấm vào dịch nghĩa. Bạn có thể biết được cái ý nghĩa của câu này. Xong rồi bạn sẽ đọc cái này. Cũng như vậy cái kia, bạn không biết thì bạn có thể cho nó đọc mẫu. Cái này là bạn có thể thêm các cái bài, các cái từ vựng bạn không biết vào đây để mà bạn học sau. Đó. I often use my phone's email app. People use their phones for many things. Phones have cameras, maps, games, and more. But for me, communication is the most important thing. I often use my phone's email app. People use their phones for many things. Phones have cameras, maps, games, and more. But for me, communication is the most important thing. Đó, mình đọc 90%. Khá là ok. Lưu lát 99% là do mình đọc tốc độ. Tốc độ đúng. Sometimes I use messaging apps, but email is more important to me. I use it to communicate with friends and family members. I also use it a lot for work. It seems like I'm always sending emails for work. 89%. There's a reason I use my phone's email app instead of emailing it on my computer. I'm often away from my desk for my work, and I don't bring any laptop with me when I'm out. Đó, mình đọc hơi vấp vấp một tí nên những cái chỗ này nè, nó không có nghe được nên là nó sẽ để đỏ. Sometimes I spend too much time emailing, but I'm glad there's a convenient way to communicate. My email app has a lot useful features. It's easy to organize my emails into different categories. For example, there are a lot of new in-communication apps, and some people don't email so much these days. But email works for me. Đó, cái khúc này mình đọc vấp nè, bởi vậy. Đó, xong rồi. Đó, cái độ khó bài này là medium, là trung bình nè. Có những cái bài nhiều cái âm khó hơn. Ok đó. Đó, và đây cái app này nó sẽ giúp cho bạn luyện phát âm rất là tốt. So, thanks for watching my video. I hope that you guys would find it useful and interesting. See you guys next time. Thank you for watching my video. Cảm ơn các bạn đã xem vlog lần này của mình. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng cái app Elsa này để tập luyện phát âm. Hẹn gặp lại các bạn vào vlog tiếp theo. Bye for now.